đất không có giấy tờ thì có nên mua hay là không, thì theo như anh chị là có hay là không nhỉ? Còn với ý kiến của em thì là có thể mua vào trong hai trường hợp sau đây. Thì trường hợp đầu tiên sẽ là bất động sản đó bán với giá cực rẻ bản thân chúng ta có thể chấp nhận được, và chỉ bằng 1/10, 2/10 so với giá thị trường anh chị mới nên mua vào anh chị nhé. Và trường hợp số 2 là trường hợp anh chị trước khi muốn xuống tiền mua những mảnh đất đó thì anh chị cần phải xác minh rõ nguồn gốc của miếng đất đó. Có nghĩa là đất đó có phải thuộc quyền sở hữu của người đang bán cho mình hay không, và đất đã lâu năm nhưng mà họ chưa làm được giấy tờ hay không. Và hay là để tránh cái tình trạng miếng đất đó không thuộc quyền của họ mà thuộc quyền của một người khác, để rồi khi anh chị mua vào miếng đất đó thì tiền sẽ mất và tật sẽ mang. Và trong những trường hợp đặc biệt, những người mua miếng đất không có giấy tờ nhưng mà sau đó họ làm được giấy tờ cho miếng đất đó thì coi như những người đó đang trúng số, bởi vì giá đất tăng lên gấp nhiều lần khi mà miếng đất đó có sổ đỏ. Và trên thực tế thì đang rất là nhiều nhà đầu tư đang săn, chuyên săn những bất động sản tiềm năng mà chưa có giấy tờ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ biết cách làm mà thôi, đúng không ạ? Còn theo như những ý kiến của anh chị thì có nên mua những bất động sản, những mảnh đất không có giấy tờ hay không? Hãy cùng comment ý kiến của mình xuống bên dưới. Và đừng quên ấn follow Minh Adam để nhận thông tin hay về thị trường bất động sản trong lần tới. Xin chào!